Sáng nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Hồ Hữu Tiến, sinh năm 2009, ngụ ấp Mỹ Thành, xã Định Mỹ, huyện Thoại Sơn để tiếp tục điều tra về hành vi giết người xảy ra ngày 25 tháng 10 tại quán cà phê Pizza D2 thuộc tổ 12 khóm Đông Thành, phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên. Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn với nhau trong khi chơi bi-a trước đó giữa hai bên nên khoảng 12 giờ 10 phút cùng ngày, Lê Hiếu Thiện, sinh năm 2004, ngụ khóm Đông An 1, phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, điều khiển xe mô tô biển số 67B2-81477, chở Trần Nhật Trung, sinh năm 2006, ngụ khóm 6, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, đến quán cà phê Pizza D2 để giải quyết mâu thuẫn. Khi đến quán, Thiện gặp nhóm Tiến, La Gia Huy, sinh năm 2009, ngụ khóm Tây Khánh 4, phường Mỹ Hòa, Nguyễn Khang, sinh năm 2009, ngụ khóm Đông Thịnh 5, và Võ Thành Đạt, sinh năm 2006, ngụ khóm Đông Thịnh 8, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên. Thì Thiện đến hỏi, vì sao hăm dọa đánh em của tao, dẫn đến hai bên xảy ra cự cãi. Sau đó, Thiện cầm nón bảo hiểm đánh Tiến, nhưng không trúng. Thiện tiếp tục cầm nón bảo hiểm đánh trúng đầu của Huy, nên Huy dùng tay đánh lại. Khi cả hai đang xô xát đánh nhau, thì Tiến lấy con dao bằng kim loại, lưỡi dao màu dài 17,5cm trong người ra đến đâm liên tục 2 cái vào vùng bụng và vùng nách trái, làm Thiện bị thương, té xuống nền gạch. Tiếp đó, Đạt và Khang xông đến dùng tay, nón bảo hiểm đánh Thiện, thì được nhân viên và chủ quán đến can ngăn. Sau đó, Trung chở Thiện đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, còn nhóm của Tiến lên xe bỏ đi. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Thiện tử vong tại bệnh viện.